Xin chào anh em nhá. Chào anh em nhá. Đây là một cậu em ở Bắc Giang rất nhiệt tình, mang cả dây cả mang cả dây cả sáo lên kỉ mình quả dàn chuông à? Chuông 4, dàn này mà lắp vào con 4m85 này của mình là hơi bị bé nhưng mà chơi được anh ạ. Chơi được anh em ạ. Méo mó có hơn không? Đây có sự góp mặt của rất là nhiều anh em. Giềng nhân, gừng nhân, mấy nghệ nhân này. Rồi, rất là đông anh em cầm thẳng ra nhá. Hỗ trợ để kéo con này. Bỏ xe ra nhỉ. Rất đông anh em hỗ trợ mình để kéo con này. Ai rồi? Cầm thẳng lên cái. Sư phụ 4m85. Anh này cầm nào đây? Anh đứng cầm thẳng lên. Cầm chưa chắc rồi nhá, luật. Từ từ em ơi. 4m85. Một mình con cua kia cầm dây. Hay. Anh đi thả diều à? Dã man quá. Ê mày chết. Ghép à em? Vâng, lắp ghép. Em bỏ quả ấy mặt tiền ra cho mọi người xem á. Em Nguyễn Mạnh Cường phải không? Facebook Nguyễn Mạnh Cường nha anh nhá. Facebook. Facebook Nguyễn Mạnh Cường em rất nhiệt tình phi từ dưới thành phố lên như mình, nó cũng chỉ có tầm 30 cây thôi. Bắt xe mang sáo mang dây lên kỉ anh. Quả này chất anh em ạ. Giờ này chất dã man luôn. Ở đây là công đoạn bộ lửa này. Lửa đây. Mấy anh em ra cầm đi thôi, mấy anh em ra cầm dây cùng đi. Mấy anh em cầm dây cùng nó to quá lắm. Đấy ba anh em cầm dây đi. Được rồi, đẹp rồi ơi. Đẹp rồi, cầm dây đi. Ê. Không có gì thay đổi đi, buộc vào cột điện em ạ. Đừng buộc vào, đúng rồi, cầm dây vào, cầm dây để đây. Anh đứng từ đằng sau anh ấy. Anh đứng từ đằng sau anh giữ. Anh quay. Cầm dây đi 4m85 nha, cũng quá là khủng rồi. Bỏ cầm dây đi, bỏ nối lại đi. Cầm dây đi em ơi. Ngắn này cơ. Cầm dây chắc vào, cầm kéo căng lên. Ngắn thế này thì anh nghĩ phải dài đường nhé. Dài được dần dần anh ơi. Cứ dần dần tầm này đẹp rồi. Kéo căng lên. Kéo dây căng ra. Ba thằng cầm vào. Ôi. Này, cầm vào cái cuộn đấy. Từ từ nhá. Anh ơi. Anh ơi bỏ ra anh ơi. Từ nhá. Đấy quay. Từ có gió đã. Ơi từ từ. Đứng im đi em ơi. Đứng im thôi, không ra dây nữa, đứng im, kéo đi. Ai kéo đi. Kéo về đi. Kéo dây đi em ơi. Cầm căng lên lên đây này, chạy lại, chuẩn bị chạy từ. Này. Từ em ơi, đội này nó đéo biết đâu. Ôi thì bạn đâm đây là hỏng diều ấy. Chuẩn bị chạy lên. Cầm vào cái cuộn đi. Kéo căng dây lên. Cầm vào cái cuộn đi. Quay đi. Từ. Nào, lên. Con cái rồi anh em nhá. Ai luôn, không đảo thế nào. Giềng nhân Nguyễn Mạnh Cường. AD của quả chuông này. cái con này mà một mình bạn đang kéo con 4m85 gọi là 5m đi. 5m. Ừ. kéo lại chốc này không thấy bạn đâu. Đấy. Vui chơi vất vả đấy em. Anh Nghiêng, anh này. À. Tôi bỏ đây. Thả con này em thả được. Vất vả quá anh em ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 anh em. Đây là cái diều siêu to khổng lồ. Quá vất vả luôn. Một phát luôn các bạn ạ. Ok, clip của mình kết thúc tại đây thôi. Anh em AD Nguyễn Mạnh Cường nhá. Hẹn gặp lại tất cả anh em trong những clip tiếp theo nhá. Còn liền tối đi ấy.